Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học tiếng Việt lớp 2 mới, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 7, hạt thóc. Tiết 1 2 3 4, trang 31 đến trang 33. Chúng mình mở sách tiếng Việt tập 2 để bắt đầu bài học. Bây giờ cô mời cả lớp tham gia chương trình khởi động để ôn lại bài cũ. Bài học trước con đã học bài gì? À bài trước chúng mình đã học bài Mùa vàng. Tại sao tác giả lại gọi là mùa vàng? Mùa vàng, mùa mà các quả trên cây đều chín, đều được thu hoạch. Cho nên tác giả đã gọi là mùa vàng. Theo các con nhờ đâu mà có được mùa vàng? Nhờ đâu mà các quả trên cây đều chín và ngon ngọt? À đó là nhờ sự chăm chỉ, vất vả của người nông dân. Đúng không nào các con? Để có trái ngon cho chúng ta ăn hàng ngày, đó là nhờ sự chăm chỉ, vất vả của của người nông dân mới có được. Vì thế, chúng ta cần có thái độ kính trọng và biết ơn những người nông dân. Và hôm nay, chúng mình học bài 7 Hạt thóc. Cô có câu đố sau. Cô mời các con tham gia giải câu đố. Hạt gì nho nhỏ, trong trắng ngoài vàng, say dã dần sàng? nấu thành cơm dẻo. Đố các con là hạt gì? À đó là hạt thóc. Đúng rồi. Hạt thóc. Ở ngoài có vỏ màu vàng, còn ở trong có màu trắng. Đây là hạt thóc, sau khi xay dã dần sàng để bóc được cái vỏ hạt thóc ra thì ở trong là hạt gạo. Và hạt gạo có màu trắng chúng mình nấu thành cơm dẻo mà hàng ngày chúng mình vẫn ăn cơm vậy đáp án của câu đố chính là hạt thóc và đó cũng chính là tên bài đọc hôm nay chúng mình sẽ học các con nghe cô đọc mẫu bài hạt thóc tôi chỉ là hạt thóc sinh ra trên cánh đồng giấu mình giấu trong mình câu chuyện một cuộc đời bão rông tôi ngậm ánh nắng sớm tôi uống giọt sương mai tôi sống qua bão lũ tôi chịu nhiều thiên tai dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ ngàn xưa tôi chỉ là hạt thóc không biết hát, biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người. Ngô Hoài Trung. Các con vừa nghe cô đọc mẫu bài Hạt thóc. Các con thân mến, đây là hình ảnh cây lúa đã trổ bông và có những hạt ở trên bông lúa thì những hạt này được gọi là hạt thóc. Hạt thóc sau khi bóc vỏ ra thì ở trong là hạt gạo. Cô mời các con luyện đọc từ trong từ khó trong bài Bão, rông, ánh, nắng, sớm Giọt, sương, mai, bão, lũ Các con tự đọc lại Cô mời các con luyện đọc ngắt nghỉ theo hướng dẫn của cô giáo hết dòng thơ các con ngắt hơi và hết một khổ thơ thì các con nghỉ hơi cô gạch hai dấu gạch chéo cô mời chúng mình luyện đọc theo cô hạt thóc tôi chỉ là hạt thóc sinh ra trên cánh đồng giấu trong mình câu chuyện một cuộc đời bão rông tôi ngậm ánh nắng sớm tôi uống giọt sương mai tôi sống qua bão lũ tôi chịu nhiều thiên tai dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ nghìn ngàn xưa tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người các con bấm dừng video để luyện đọc lại đọc xong các con lại bấm tiếp theo các con đọc cho cô mục từ ngữ ở sách giáo khoa trang 32. Và cho cô biết thiên tai nghĩa là gì? Thiên tai là những hiện tượng thiên nhiên gây tác động xấu như là bão, lũ lụt, hạn hán, động đất. Đó gọi là thiên tai. Những tai họa do thiên nhiên gây ra cho con người. Con nhìn hình ảnh bão cây cối đổ ngả nghiêng rồi nước gây ra lũ lụt ngập hết cả cây cối ruộng đồng nhà cửa còn đây là hình ảnh hạn hán cây không có nước cho nên khô dần rồi chết không thể phát triển được những hình ảnh này đó chính là thiên tai bài thơ hạt thóc gồm có bốn khổ thơ và mỗi khổ thơ có bốn dòng thơ. Bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc từng khổ thơ một. Chúng mình đọc khổ thơ thứ nhất. Hạt thóc, tôi chỉ là hạt thóc, sinh ra trên cánh đồng, giấu trong mình câu chuyện, một cuộc đời bão rông. Khổ thơ thứ hai, tôi ngậm ánh nắng sớm, tôi uống giọt sương mai, tôi sống qua bão lũ, tôi chịu nhiều thiên tai khổ thơ thứ ba dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ ngàn xưa tôi chỉ là khổ thơ thứ tư tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người ngô hoài trung bây giờ cô mời các con luyện đọc từng khổ thơ các con tự đọc Các con vừa luyện đọc rồi, bây giờ chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1. Hạt thóc sinh ra ở đâu? Các con đọc thầm cho cô khổ thơ thứ nhất để trả lời câu hỏi. À, tôi chỉ là hạt thóc sinh ra trên cánh đồng. Vậy là hạt thóc được sinh ra ở trên cánh đồng các con ạ. À. Câu hỏi 2. Những câu thơ nào cho thấy hạt thóc trải qua nhiều khó khăn? Các con đọc thầm khổ thơ thứ hai. Tôi ngậm ánh nắng sớm, tôi uống giọt sương mai, tôi sống qua bão lũ. Tôi chịu nhiều thiên tai. Vậy là những câu thơ cho thấy hạt thóc trải qua nhiều khó khăn đó là hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ hai. Tôi sống qua bão lũ, tôi chịu nhiều thiên tai. Các con thấy hạt thóc phải trải qua khó khăn, đó là qua bão lũ và qua rất nhiều thiên tai mới có được hạt thóc. Vậy hạt thóc quý giá như thế nào đối với con người? Đó chính là câu hỏi số 3. Các con suy nghĩ để trả lời. Hạt thóc rất quý giá với con người vì đã nuôi sống con người các con ạ. À. Tôi chỉ là hạt thóc, không biết hát biết cười, nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người. Hạt thóc được bóc vỏ và thành hạt gạo để nấu cơm cho chúng mình ăn hàng ngày và đã nuôi sống chúng mình, đúng không nào? vậy trong bài thơ này còn thích nhất câu thơ nào vì sao à, cô giáo thích câu thơ tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người cô rất là thích câu thơ trên vì đã nói lên tác dụng lợi ích quan trọng của hạt thóc là nuôi sống con người bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc thuộc bài thơ hạt thóc chúng mình đọc thầm khổ thơ thứ nhất và ghi nhớ trong đầu để thuộc cô sẽ che lại chúng mình luyện đọc tôi chỉ là hạt thóc sinh ra trên cánh đồng giấu trong mình câu chuyện một cuộc đời bão rông chúng mình đọc lại chúng mình bấm dừng video để đọc thuộc khổ thơ thứ hai bây giờ cô che lại các con luyện đọc theo cô tôi ngậm ánh nắng sớm tôi uống giọt sương mai tôi sống qua bão lũ tôi chịu nhiều thiên tai các con luyện đọc lại cô mời chúng mình đọc nhẩm khổ thơ thứ ba các con đọc thầm cho thuộc bây giờ cô che lại chúng mình luyện đọc theo cô dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ ngàn xưa chúng mình đọc nhẩm khổ thơ thứ tư để học thuộc lòng bây giờ cô che lại tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người các con bấm dừng video để đọc thuộc bây giờ cô sẽ che lại cả bài chúng mình sẽ luyện đọc chúng mình luyện đọc khổ thơ thứ nhất tôi chỉ là hạt thóc Sinh ra trên cánh đồng, giấu trong mình câu chuyện một cuộc đời bão giông. Chúng mình nhẩm khổ thơ thứ hai để cô che lại. Tôi ngậm ánh nắng sớm, tôi uống giọt sương mai, tôi sống qua bão lũ, tôi chịu nhiều thiên tai chúng mình đọc nhầm khổ thơ thứ ba dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ ngàn xưa chúng mình nhầm cho cô khổ thơ thứ tư tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình đọc thuộc lòng bài thơ Hạt Thóc. Đọc xong chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Cô mời chúng mình chuyển sang luyện tập theo văn bản đọc trang 32. Bài số 1 Từ nào trong bài thơ cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình? À, trong bài thơ có từ tôi tự kể về mình, đúng không nào? Tôi chỉ là hạt thóc sinh ra trên cánh đồng Giấu mình trong câu chuyện một cuộc đời bão rông Tôi ngậm ánh nắng sớm tôi uống giọt sương mai tôi sống qua bão lũ tôi chịu nhiều thiên tai dẫu hình hài bé nhỏ tôi trải cả bốn mùa dẫu bây giờ bình dị tôi có từ ngàn xưa tôi chỉ là hạt thóc không biết hát biết cười nhưng tôi luôn có ích vì nuôi sống con người trong bài thơ từ tôi được lặp lại rất nhiều lần đây chính là hạt thóc, xưng tôi và tự kể chuyện về mình. Đó là chuyện về hạt thóc. Bài số 2. Đóng vai hạt thóc tự giới thiệu về mình. Gợi ý. Tôi là... chấm 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 Tôi sinh ra từ... chấm 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 Tôi có ích vì... chấm chấm Nào cô mời các con hãy đóng vai để tự giới thiệu về mình. Đây là cánh đồng lúa vàng. Đó đã có đã trổ bông và bông lúa đã chín vàng. Và chúng mình đóng vai những hạt thóc ở trên cánh đồng lúa để chúng mình giới thiệu. Tôi là hạt thóc nhỏ, tôi được sinh ra trên cánh đồng lúa vàng ươm. Tôi trải qua biết bao nắng mưa, sương gió, bão lũ để nảy nở. Dẫu tôi mong manh, gầy guộc và nhỏ bé, nhưng con người vẫn rất yêu quý và trân trọng tôi vì tôi đã nuôi sống con người hàng ngày. Tiếp theo cô mời các con chuyển sang tiết 3, tiết viết. Các con quan sát chữ mẫu. Chúng mình viết chữ hoa T. Chữ hoa T cỡ vừa cao 5 ô ly. Còn nếu cỡ nhỏ thì cao 2,5 ly. Gồm 3 nét cơ bản nét cong trái nhỏ, lượn ngang và cong trái, nét cong trái thì to nối liền tạo vòng xoắn nhỏ tạo vòng xoắn cuối nét cuối chữ tờ cuối chữ hoàng, chúng mình cong vào và điểm dừng bút ở đường kẻ ngang hai Bắt đầu viết chúng mình sẽ đặt bút giữa đường kẻ ngang 4 và đường kẻ ngang 5. Chúng mình viết nét cong trái to. Cắt nét lượn ngang và cong trái. Tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ. Phần cuối nét cong lượn vào trong giống chữ hoa C. Điểm dừng bút chạm vào đường kẻ ngang 2. Chúng mình được chữ hoa T cao 5 ô ly. Và rộng 4 ô ly Bây giờ chúng mình quan sát chữ hoa T. tờ viết hoa cao 5 ô ly Viết nét cong trái nhỏ Nối liền với nét lượn ngang Từ trái sang phải Sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to cắt nét lượn ngang và nét cong trái nhỏ, tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ. Phần cuối nét cong lượn vào trong ta được chữ tờ viết hoa. Tờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi. Viết nét cong trái nhỏ nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to cắt nét lượn ngang và nét cong trái nhỏ tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ phần cuối nét cong lượn vào trong ta được chữ tờ viết hoa cô mời các con đọc câu ứng dụng tay làm hàm nhai phẩy tay quay miệng trễ chấm đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm những chữ có nét khuyết trên và chữ hoa t chúng mình viết cao hai ly rưỡi những chữ có nét khuyết dưới là chữ y và chữ g chúng mình kéo xuống dưới dòng kẻ ngang đậm một ô ly rưỡi chữ tờ, chúng mình viết cao một ly rưỡi và nét ngang đè lên dòng kẻ ngang hai khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng rộng bằng một con chữ o. Cô mời các con sẽ thực hành viết vở. Các con chỉnh lại tư thế ngồi cho đúng và các con chỉnh lại tay cầm bút cho đúng. Bây giờ chúng mình quan sát chữ mẫu. Chữ tờ viết hoa cao 5 ô ly. viết nét cong trái nhỏ nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to cắt nét lượn ngang và nét cong trái nhỏ tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ phần cuối nét cong lượn vào trong ta được chữ tờ viết hoa con quan sát bài mẫu viết cho cô hai dòng chữ hoa T cao 5 ô ly. Các con bấm dừng video để chúng mình viết. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Chữ tờ viết hoa cao 2 ô ly rưỡi viết nét cong trái nhỏ nối liền với nét lượn ngang từ trái sang phải sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái to cắt nét lượn ngang và nét cong trái nhỏ tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ phần cuối nét cong lượn vào trong ta được chữ tờ viết hoa Các con quan sát chữ mẫu viết cho cô hai dòng chữ hoa T cao 2 ly rưỡi. Các con bấm dừng video để chúng mình luyện viết. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Cô mời các con viết câu ứng dụng. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Các con lưu ý dấu phẩy sau chữ nhai và dấu chấm sau chữ trễ. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết dấu chấm. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Các con viết 3 dòng chữ thẳng thanh đậm và 3 dòng chữ nghiêng thanh đậm. Chúng mình bấm dừng video để luyện viết vào vở. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang tiết 4, tiết kể chuyện. Câu chuyện hôm nay chúng mình học đó là câu chuyện Sự tích cây khoai lang. Và đây là bốn bức tranh minh họa cho câu chuyện. Các con nghe cô kể Sự tích cây khoai lang. Ngày xưa có hai bà cháu nghèo khổ, hằng ngày phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm Cậu bé nói với bà, bà ơi, cháu đã lớn, cháu sẽ làm nương, trồng lúa, để có gạo nấu cơm. Từ đó, cậu bé chăm chỉ, trồng cây trên nương. Năm đó, gần đến ngày thu hoạch lúa, thì chẳng may khu rừng bị cháy, lương lúa thành cho, cậu bé buồn quá, nước mắt trào ra bỗng bụt hiện lên bảo: "Ta cho con một điều ước." "Con ước gì?" "Dạ, con chỉ mong bà của con không bị đói khổ." Bụt gật đầu và biến mất. Hôm ấy, cậu bé đào được củ gì rất lạ, củ bị lửa rừng hun nóng, có mùi thơm ngon ngọt, ngọt. Cậu bé nếm thử, thấy rất ngon. Bèn đào thêm mấy củ nữa đem về cho bà bà tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra cậu bé kể lại câu chuyện gặp bụt cho bà nghe bà nói vậy củ này chính là bụt ban cho đấy cháu hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó đem trồng khắp bìa rừng bờ suối để người nghèo có cái ăn cậu bé làm theo lời bà dặn chỉ mấy tháng sau loài cây lạ mọc khắp nơi Rễ cây phình to ra thành củ có màu tím đỏ. Từ đó, nhà nhà hết đói khổ. Mọi người gọi cây đó là khoai lang. Đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích. Bây giờ chúng mình sẽ luyện kể lại từng đoạn của câu chuyện theo nội dung các bức tranh. Tranh số 1. Ngày xưa, có hai bà cháu nghèo khổ, hàng ngày phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm, cậu bé nói với bà: "Bà ơi, cháu đã lớn, cháu sẽ làm nương trồng lúa để có gạo nấu cơm." Từ đó, cậu bé chăm chỉ trồng cây trên nương. Các con nhìn hình ảnh cậu bé đang chăm chỉ trồng cây. Năm đó, gần đến ngày thu hoạch lúa thì chẳng may khu rừng bị cháy. Nương lúa biến thành cho, cậu bé buồn quá, nước mắt trào ra, bỗng bụt hiện lên bảo, ta cho con một điều ước. Con ước gì? Dạ, con chỉ mong bà của con không bị đói khổ. Bụt gật đầu và biến mất. Tranh số 3 Hôm ấy, cậu bé đào được củ gì rất lạ. Củ bị lửa rừng hun nóng có mùi thơm, ngọt ngọt. Cậu bé nếm thử, thấy rất ngon. Bèn đào thêm mấy củ nữa đem về cho bà. Bà tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Cậu bé kể lại câu chuyện gặp bụt cho bà nghe. Bà nói, vậy củ này chính là bụt ban cho đấy. Cháu hãy vào rừng, tìm thứ cây quý đó, đem trồng khắp bìa rừng. Bờ suối, để người nghèo có cái ăn tranh số 4. Cậu bé làm theo lời bà dặn. Chỉ mấy tháng sau, loài cây lạ mọc khắp nơi, dễ cây phình to ra thành củ có màu tím đỏ. Từ đó, nhà nhà hết đói khổ, mọi người gọi cây đó là khoai lang. Đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích. Đây là hình ảnh cây khoai lang và đây là hình ảnh củ khoai lang Cây rau khoai lang và củ khoai lang rất là quen thuộc đối với các con đúng không nào? Bạn nào đã được ăn rau khoai lang và được ăn củ khoai lang rồi? Các con có thể bấm dưới phần bình luận cho cô. Rau khoai lang xào ăn rất là ngon. Đó, thế còn củ khoai lang có thể chiên, có thể chiên lên hoặc có thể dán bánh khoai rồi luộc lên hoặc khoai lang nướng cũng rất là ngon đúng không nào các con bạn nào đã được ăn những món này rồi các con bấm dưới phần bình luận là con đã được ăn rồi và các con nhận xét xem có ngon không các con thân mến sự tích cây khoai lang là chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo của một cậu bé đối với người bà của mình từ đó giải thích nguồn gốc của cây khoai lang ngày nay. Và câu chuyện cây sự tích cây khoai lang đã khép lại nội dung bài hôm nay. Các con có thể xem lại video để cho nhớ bài. Và các con hãy chia sẻ video cho các bạn của mình cùng học. Xem video xong các con bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video tiếp theo của cô các con có thể để lại ý kiến dưới phần bình luận để cô lan làm những video tiếp theo được hay hơn cô chào các con hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo